Số 9 Nguyễn Văn Toàn, số 10 Cherry Watts, số 11 Nguyễn Tấn Anh, số 12 Kelly, số 15 Trương Trọng Sáng, số 17 Vũ Văn Thanh, số 22 Phan Thành Hậu và số 24 Châu Ngọc Quang. Như vậy là Phan Thành Hậu sẽ có trận đấu đá chính đầu tiên ở Hoàng Gia Lai trong mùa giải năm nay. Đây là ban luyện của Hoàng Gia Lai với các ông Nguyễn Văn Đàn và các trợ lý của mình. Điều khiển trận đấu này là trọng tài chính ông Ngô Duy Lân. Các trợ lý số 1 là ông Lê Ngọc Ân, số 2 là ông Nguyễn Thành Sơn, trọng tài thứ 4 là ông Trần Ngọc Nhớ. Giám sát trận đấu này là ông Hoàng Ngọc Tuấn và giám sát trọng tài là ông Võ Minh Chí. Hoàng Anh Gia Lai với tư cách là đội khách trong trang phục áo trắng, quần trắng tất trắng ở phần sân bên phía tay trái mảnh nhỏ của quý vị các bạn. Trong khi đó thì BKM Bình Dương, đội chủ nhà trong trang phục toàn đỏ ở phần sân bên phía tay phải. Như vậy là Hoàng Anh Gia Lai đã có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự. Ngày hôm nay thì Trương Trọng Sáng đã trở lại với đội hình chính thức để đá cặp với Damir Memovic. Còn Kelly thì được đẩy lên đá ở vị trí tiền vệ trung tâm thay cho Dũng Quang Nho. Đôi cánh của Hoàng Gia Lai thì vẫn là Văn Thanh và Hồng Duy. Tiền vệ tấn công sẽ là Châu Ngọc Quang và Tuấn Anh. Cánh phải thuộc về Văn Toàn và cánh trái là sự xuất hiện của Văn Hậu. Memovic. Văn Thành. Chiến thắng gần nhất của Hoàng Gia Lai trên sân Đội Bình Dương cách đây đã 3 năm, đó là mùa giải 2017. Xì giáp. Đánh đầu xì giáp của Kelly rất gọn. Văn Thành. Còn đây là Văn Toàn. Văn Toàn vẫn là điểm sáng hiếm hoi trên hàng tấn công của Hoàng Gia Lai. Một cầu thủ luôn để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả với lối thi đấu tích cực và xông xáo. Cùng với đó là những pha đột phá đầy tốc độ. Cũng chính Văn Toàn là cầu thủ đã mang lại quả penalty để Cherry Watts thực hiện thành công, rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 1-2 trong cuộc đối đầu gần nhất của Hoàng Gia Lai với Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một pha bóng mà Văn Toàn đã cho thấy phẩm chất tuyệt vời của mình khi anh đột phá một cách dũng mãnh vào giữa khu vực trung lộ của Thành phố Hồ Chí Minh, bắt buộc các cầu thủ phòng ngự bên phía đội chủ nhà phải phạm lỗi. Tốc độ một phát vẫn là một trong những điểm mạnh tốt nhất của Văn Toàn và anh là một trong mẫu cầu thủ hiếm hoi có được tốc độ xuất phát với bóng một cách nhanh nhất của V-League. Tuấn Anh đã nhịp nhàng và xử lý kỹ thuật của Thanh Hậu không được, đã có lỗi của Hoàng Phương. Như vậy là trong danh sách đăng ký của các cầu thủ BKM Bình Dương đã có sự thay đổi ở phút cuối so với danh sách đăng ký được gửi về VPF. Người đá cặp với Trần Hoàng Phương ở vị trí tiền vệ trung tâm không phải là Trọng Huy mà là Tấm Anh Tỷ. Trọng Huy đã bị chấn thương trong lúc khởi động. Thế nên đội bóng Bình Dương mới có sự thay đổi người sát giờ thi đấu đến như vậy. Đây là Nguyễn Phong Duy, cầu thủ đã trình diễn một mái tóc hoàn toàn mới trong trận đấu với Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thì anh vẫn giữ nguyên kiểu đầu rất lạ này. Phước với địa danh rất gần với Bình Dương. Văn Thanh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng được chứng kiến và so tài giữa các huấn luyện viên xuất sắc của V-League. Vũ Văn Thanh đang là tuyển thủ quốc gia.
và vẫn là một trong những sự lựa chọn cho các vị trí hậu vệ bên phải và vị trí hậu vệ bên trái. Trong khi đó, Hồ Tấn Tài đang thể hiện một sự tiến bộ rất rõ rệt ở mùa giải năm nay. Anh là nhân tố không thể thiếu của hàng phòng ngự BK Bình Dương trong khoảng 2 đến 3 mùa giải vừa qua. Ở mùa giải này thì Hồ Tấn Tài cũng đã có được 3 bàn thắng cho riêng mình. Rất tiếc là ngày hôm nay thì Hồ Tấn Tài đã không có được đối tác tin cậy của mình ở bên phía hành lang bên phải là đội trưởng Tô Văn Vũ. Tô Văn Vũ và Thanh Long đã không thể góp mặt trong trận đấu ngày hôm nay bởi vì bị sốt siêu vi. Trận giữ khung thành của BK Bình Dương ngày hôm nay là thủ thành Lại Tuấn Vũ, người đã chơi rất hay trong trận đấu cách đây một tuần với Hồng Hà Tĩnh. Như vậy là đội hình của BK Bình Dương gồm có Lại Tuấn Vũ trong khung thành, cánh phải là Hồ Tấn Tài, đối trung vệ là các cầu thủ Đào Tuấn Lộc mang số áo 21 và Raboli mang số 88. Cánh trái thuộc về anh Tài. Và xử lý hơi chậm của Tiến Linh và ngay tức anh đã bị mất bóng, không thể thế Tiến Linh còn đang bị đau. Gia Lai đang thể hiện thái độ và tinh thần rất quyết tâm trong trận đấu ngày hôm nay. Họ đã thất bại 5 trận đấu liên tiếp và không muốn sẽ phải nếm trải thêm thất bại thứ 6. Thì bây giờ là một tình huống mà Châu Ngọc Quang đã rơi vào thế việt vị, anh đã băng xuống hơi sớm trước khi Tuấn Anh thực hiện đường truyền. Lúc này thì bộ đôi tiền vệ trung tâm của BK Bình Dương là Tống Anh Tỷ và Hoàng Phương, cầu thủ mà chúng ta vừa nhìn thấy chạy lướt qua khung hình. Đây là Tống Anh Tỷ. So với Trọng Huy thì mùa giải năm nay Tống Anh Tỷ thi đấu không nhiều bằng. Thường là sẽ Trọng Huy cùng với Gustavo sẽ đảm nhiệm vị trí tiền vệ trung tâm trong đội chính của BK Bình Dương. So với mùa giải năm ngoái thì Tống Anh Tỷ cũng đã được thi đấu nhiều hơn. Và cầu thủ trẻ này của BK Bình Dương cũng đã cho thấy sự tiến bộ. Hoàng Phương, Tiến Linh rất nhịp nhàng, không được. Dương sẽ được hưởng quả phạt góc đầu tiên của trận đấu này. Một tình huống bật tường trung lộ 1-2 rất hay của đội chủ nhà. Đây là thủ thành Lê Văn Trường, vừa có trận đấu thứ hai bắt chính để thay thế cho Bửu Ngọc. Bửu Ngọc phải vắng mặt bởi án kỷ luật của VPF với hành vi phản ứng trọng tài một cách thái quá trong trận đấu giữa Hoàng Gia Lai và Sài Gòn. Anh Tỷ, Kelly là người phá bóng. Đỗ thuộc về Thanh Hậu. Đây là lần đầu tiên Thanh Hậu xuất phạt trong đội hình chính của Hoàng Gia Lai. Ở trận đầu trận đấu thì Thanh Hậu cũng đã có một tình huống xoay người rất hay ở khu vực trung lộ. Nhưng vừa rồi là tình huống mà Thanh Hậu đã phạm lỗi với cầu thủ phòng ngự bên phía đối phương. Hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu của những cầu thủ sinh năm 1997. Phan Thanh Hậu với cái chân trái khéo léo sẽ phải gặp Hồ Tấn Tài, một trong những hậu vệ biên xuất sắc của V-League. Phan Thanh Hậu vẫn đang cho thấy sự tự tin với những pha xử lý kỹ thuật bằng chân trái. Tuấn Vũ với những đầu phóng là Raboali, Touré. Phái Hoàng Phương còn thi đấu cho Bà Rịa Vũng Tàu. Anh là người cầu thủ của đội gốc Thành phố Hồ Chí Minh. Tiến Linh, Xí Giáp. Mùa giải năm nay cũng là một mùa giải mà Xí Giáp cũng không thường xuyên có được vị trí thi đấu chính thức. Khá rõ của Cherry Woods.
Hoàng Gia Lai đã bị về vị tới 2 lần trong chỉ mới khoảng 10 phút. Trong khi đó thì đội công binh Bình Dương vẫn chưa bị về vị lần nào cả. Thì cú sọc bóng của Sĩ Giáp. Của Sĩ Giáp cũng là một gương mặt phát triển từ Bình Phước. Anh đã thi đấu xuất sắc trong đội hình của Bình Phước trước khi được BK Bình Dương phát hiện và đưa về với sân vận động Gò Đậu. Kelly, Trương Trọng Sáng, trận đấu với Thành phố Hồ Chí Minh thì người đá cặp với Memovic là A Hoàng. Nhưng sau đó khi hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai thi đấu không tốt, huấn luyện viên Văn Đàn đã bắt buộc phải đưa Kelly vào đá trung vệ và rút A Hoàng ra nghỉ. Trương Trọng Sáng đã không thi đấu một phút nào trong trận đấu đó. Kelly, tốc độ trận đấu đang diễn ra tương đối thấp, cả hai đội bóng đều chơi thận trọng. Thời điểm này không đội bóng nào muốn thua. Văn Toàn, Cherry West, khá hay, không được. Rất tiếc là cú đá cuối cùng của Cherry West thì lại bị chặn lại bởi pha sọc bóng của Đào Tấn Lộc. Tình huống phối hợp rất hay giữa Văn Toàn và Cherry. Văn Toàn đợi Chevy nhả lại nhưng số 10 của Hoàng Gia Lai lại quyết định đột phá. Anh đã có động thái che chắn rất khéo. Nhưng rất tiếc là trong tình huống cuối cùng, pha ra chân của Chevy Watt thì lại đúng vào thời điểm mà Đào Tấn Lộc kịp xoạc chân để phá bóng. Người thực hiện là Thanh Hậu. Đá phạt rất nguy hiểm của Thanh Hậu. Bóng xoáy vào khu vực cầu môn. Rất may là Tuấn Vũ đã chơi tập trung. Lại Tuấn Vũ không được bắt chính nhiều ở mùa giải này, nhưng mỗi lần anh vào sân thì đều đã thể hiện được phong độ tương đối tốt. Trận đấu giữa BKM Bình Dương và Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả, Tuấn Vũ cũng đã thi đấu rất hay. Cho dù anh không thể giúp được Bình Dương thắng trận nhưng Tuấn Vũ cũng đã cứu thua rất nhiều bàn. Đối vừa rồi với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Tuấn Vũ cũng đã xuất sắc để giúp cho BK Bình Dương chỉ để lạc lưới một bàn và có trận hòa trước một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi rất hay. Hồ Tấn Tài vượt qua Phan Đình Hậu một cách rất dễ dàng. Đối vừa rồi cho thấy kỹ năng phòng ngự của Phan Đình Hậu rất yếu. Tấn Tài trả ngược, Tống Anh Tỷ không được. Châu Ngọc Quang, cũng lâu rồi Châu Ngọc Quang mới trở lại đội hình chính của Hoàng Gia Lai. Đây cũng là một mùa giải mà Hoàng Gia Lai không có được một tiền vệ trái thực sự ổn định. Nếu như ở bên phía cánh phải, vị trí của Văn Toàn, Văn Thanh là bất di bất dịch, thì ở bên phía cánh trái, Nguyễn Phong Hồng Duy phần nào đó chiếm được niềm tin ở vị trí hậu vệ trái, nhưng vị trí tiền vệ trái luôn luôn có sự thay đổi. Lúc thì là Văn Anh, lúc thì là Minh Vương, và bây giờ thì lại là Phan Thanh Hậu. Có những thời điểm Châu Ngọc Quang cũng được đưa ra vị trí này. Nỗ lực không thành của Văn Toàn, có cảm giác như Văn Toàn vẫn đang hơi lẻ loi trên hàng tấn công của Hoàng Gia Lai. Cho dù ở trận đấu thuộc giai đoạn 1, trận đấu mà Hoàng Gia Lai đã xuất sắc cầm hòa BK Bình Dương với tỷ số 1-1 trên sân Bình Dương, thì Văn Toàn chính là người đã ghi bàn. Thậm chí trận đấu đó là Văn Toàn đã giúp cho Hoàng Gia Lai có bàn thắng vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Cái tình huống mà Văn Toàn đã xử lý rất hay dọc theo bên phải, bên phía khán đài B, và thực hiện cú đá quyết đoán chéo góc mở tỷ số cho Hoàng Gia Lai.
Tiếc cho Gia Lai là trong trận đấu đó thì chỉ ít phút thôi, Hồ Tuấn Tài đã có tình huống dâng cao và ghi bàn gỡ hòa cho đội bóng đất thủ. Những mùa giải 2018-2019 thì Hoàng Gia Lai đều gặp những thất bại nặng nề trên sân Bình Dương. Văn Thành cho Ngọc Quang, Chevy Watts rất khỏe. Tuyệt vời. Lần này thì sức mạnh và sự càn lướt của Chevy Watts đã mang lại hiệu quả tối đa. Một tình huống rất giống với tình huống anh đã che chắn và dứt điểm trước đó ít phút. Nhưng lần này thì anh đã thành công. Không một cầu thủ phòng ngự nào bên phía BK Bình Dương kịp ngăn cản cú đá vừa rồi của Chevy Watts. Lần này thể hình, lực lượng của Chevy Watts đã phát huy được tác dụng. Anh đã có một pha bóng che chắn kín đáo và sau đó thực hiện pha xoay người dứt điểm rất nhanh qua một dừng chân của các cầu thủ phòng ngự bên phía BK Bình Dương. Cụ thể là Rabo Ali và Anh Tài. Lại Tuấn Vũ thì đã bị che mắt và gần như là không kịp có phản xạ gì. Một pha bóng khá hay của Chevy Watts, tỳ đè mạnh mẽ với Rabo Ali và sau đó thì đã xoay người và dứt điểm rất nhanh về phía góc xa. Những bàn thắng liên tiếp của Chevy Watts trong các trận đấu với Thành phố Hồ Chí Minh và bây giờ là BK Bình Dương. Bàn thắng của Chevy Watts được thực hiện ở phút thứ 15. Trong một thời điểm mà cả hai đội đều đang thi đấu tương đối chậm rãi và chưa có điều gì đột biến thì Chevy Watts đã lên tiếng. Đây là bàn thắng thứ 9 của Chevy Watts ở mùa giải này. Vẫn là Chevy Watts. Khá bất ngờ, đó là nỗ lực tạt bóng vào phía trong nhưng không có cầu thủ nào áo trắng sẵn sàng đón nhận đường truyền của Chevy Watts. Trận hôm nay thì Chevy Watts đã ra sân 18 lần, trong đó Hoàng Gia Lai và anh ghi được 9 bàn. Một thành tích nếu như xét về mặt con số là không quá tệ. Nhưng nếu như ai đó chứng kiến theo dõi phong độ của Chevy Watts thì sẽ thấy rằng cầu thủ này luôn luôn cần tới 4 đến 5 cơ hội trong mỗi trận đấu để có thể ghi được một bàn thắng. Như vậy là Chevy đã ghi được 3 bàn thắng trong 3 trận đấu liên tiếp. Đó là các bàn thắng trong các trận đấu với Sài Gòn trên sân nhà, với Hồ Chí Minh trên sân khách và bây giờ là trận đấu với BK Bình Dương trên sân khách. Chúng ta có thể nghe được tiếng huấn luyện viên Văn Đàn chỉ đạo sát đường biên. Bản của trận đấu trong giai đoạn lượt đi được lặp lại, đội bóng Gia Lai lại có bàn thắng vượt lên dẫn trước đội bóng Bình Dương. Toure cũng là Toure che chắn khá tốt, nguy hiểm, nối rất kỹ thuật của Chi Giáp nhưng đã đưa bóng đi trúng vượt dọc. Một pha bóng rất hay của các cầu thủ BK Bình Dương, một pha tấn công sở trường bên phía cánh phải, người đã băng vào dứt điểm. Kỹ thuật trong pha bóng vừa rồi là Hồ Chi Giáp và người đã thực hiện đường truyền là Duy Khánh, tiền vệ phải được huấn luyện viên Thanh Sơn ngày hôm nay lựa chọn để thay thế cho Tô Văn Vũ. Pha tiếp bóng rất nhạy cảm của Sĩ Giáp, một tình huống tấn công quá đẹp mắt nhưng chỉ tiếc là Sĩ Giáp đã chưa có được sự may mắn. Một pha dứt điểm khó và đầy cảm giác của Sĩ Giáp, băng vào và chạm bóng bằng gầm giày, lái xe bóng về hướng cầu môn của Hoàng Gia Lai. Rất tiếc là bóng đã đi trúng cột dọc đường chuyền hậu của Tuấn Anh và sau đó thì anh đã bị đau trong tình huống va chạm với Duy Khánh. Tuấn Anh mất đà và đã vào bóng với tư thế không tốt, trong khi đó thì Duy Khánh chủ động hơn. Thành Hậu vẫn luôn để lại ấn tượng với những tình huống đột phá vắt léo và rất kỹ thuật. Lối chơi tự tin. Văn Toàn
sức tiếp là Văn Toàn xử lý lỗi cho pha bóng vừa rồi. Thường thì Văn Toàn rất khi nào để phí những cơ hội như tình huống này. Đây một lần nữa chúng ta được nhìn thấy những tình huống đột phá rất kỹ thuật của Thành Hậu. Nhóm A sẽ còn hai trận đấu nữa. Sau trận đấu này thì Hoàng Gia Lai sẽ trở về sân nhà cùng với Hà Tĩnh. Trong khi đó thì BKMX Bình Dương sẽ phải làm khách trên sân Thống Nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng cách giữa hai đội bóng lúc này đang là 4 điểm. Và nếu như Hoàng Gia Lai giành được sạc bóng chính xác của Chu Trọng Sáng, tình huống sạc bóng rất hay. Chu Trọng Sáng sạc bóng trong khu vực cấm địa một cách chính xác và dứt khoát. Còn sau đó thì Tống Anh Tỷ đã để cho Văn Thành được quà một cách tương đối dễ. Nếu như không có tình huống sạc bóng chính xác của Trọng Sáng thì rất có thể Tiến Linh sẽ có bàn thắng. Tống Anh Tỷ, Tiến Linh, Sinh Giác có nhịp nhàng. Và va chạm giữa hai thủ quân của hai đội bóng. Trong tình huống này thì Tuấn Anh đã có được lợi thế tốt hơn. Phút thứ 21 và lúc này đội khách Hoàng Gia Lai bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Chính nhờ bàn thắng này mà trận đấu đang trở nên sôi động hơn với cường độ cao hơn. BKMX Dương đã bắt đầu phải chơi nhanh hơn để tìm kiếm bàn gỡ. Mùa giải 2018-2019 thì Hoàng Gia Lai đều thua đậm trước BKMX Dương. Nên mùa giải này đã có được kết quả có lợi trên sân BKMX Dương. Đưa bóng vào Rabo Ali, Kelly cũng cho thấy rằng có khả năng chọn số bàn phòng chiến rất tốt. Tống Anh Tỷ không được, Kelly cũng là không tốt của Hoàng Phương. Trần Hoàng Phương cũng đã từng có thời thi đấu cho câu bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là mùa giải 2017 và sau đó thì anh chuyển xuống Bà Rịa Vũng Tàu. Và đây là mùa giải đầu tiên của Hoàng Phương cho BKMX Bình Dương. Và anh cũng đã kịp ra sân 7 lần. Một trận đấu chính thức, 6 trận đấu được đưa vào sân. Một tấm tài. Lỗi của Hồ Tấn Tài của anh Nguyễn Phong Hồng Duy. Giải năm nay thì gần như Nguyễn Phong Hồng Duy chỉ gắn bó với vị trí hậu vệ trái. Khi mà Lê Đức Lương đã chuyển đi Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hữu Anh Tài cũng không thể hiện được năng lực mình, gần như vị trí hậu vệ trái hoàn toàn thuộc về Nguyễn Phong Hồng Duy. Đây là tình huống Cherry West đã qua người rất gọn gàng. Chưa được. 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 Chưa được.
Rabecai, nhưng anh đã xử lý không thành công trong ngò này. Phạt góc sẽ là Châu Ngọc Quang. Quý Hồng không vào, bóng đã bật đầu gối của Mewix và Lại Tuấn Vũ cũng đã kịp phản xạ và phá bóng bằng chân. Tình huống rất bất ngờ, cú đá của Châu Ngọc Quang khó chịu cuộn qua đầu các cầu thủ phòng ngự bên phía BKM Bình Dương. Và Memovic là người đã chọn được điểm rơi. Bóng rơi vào trúng đầu gối của anh và đi về phía khung thành của BKM Bình Dương. Rất may là Lại Tuấn Vũ vẫn kịp phản xạ và phá bóng bằng chân. Một tình huống mà suýt nữa thì đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Duy Khánh khá hay, may là Nguyễn Phong Duy đã kịp thời xoay người và phá bóng tình huống vừa rồi. Ô Tấn Tài rất chống trái, trả ngược, tình huống phối hợp rất hay của các Bình Dương, nhưng đã Kelly đã cứu thua cho Hoàng Gia Lai. Vẫn là những tình huống tấn công xuống sâu đáy trung lộ của BKM Bình Dương. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này một lần nữa. Jusuf Toure đã chuyển được bóng quá thuận lợi cho Tuấn Tài và anh cũng đã trả ngược cực kỳ hợp lý cho Tiến Linh. Sát thủ Tiến Linh cũng đã có một pha ra chân bằng lòng chân trái chính xác, bóng đi rất căng, loại được thủ thành Văn Trường. Nhưng may mắn cho Hoàng Gia Lai là vẫn còn gã khổng lồ Kelly đứng trong khung thành và anh đã phá bóng ngay trên vạch vôi. Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng. BKM Bình Dương sau khi phải nhận bàn thua bất ngờ từ tình huống dứt điểm của Chen Watt đã đẩy cao đội hình, chơi tốc độ hơn và đã tạo được khá nhiều những cơ hội nguy hiểm. Đặc biệt là những tình huống tấn công nguy hiểm của BKM Bình Dương đều đến từ phía cánh phải, và những cơ hội rõ ràng nhất của họ cũng đến từ phía cánh này. Đó là tình huống dứt điểm thật cột dọc của Sĩ Giáp và tình huống ra chân rất nhanh vừa rồi của Tiến Linh. Lẽ ra Tiến Linh phải có bàn thắng thứ 5 của mình ở mùa giải năm nay. Thuộc về Chevy Watts. Như vậy là trọng tài Duy Lân thổi phạt là Tuấn Lộc chứ không phải là thổi phạt Chevy Watts. Thực ra thì Chevy Watts cũng không phải là dạng vừa trong pha bóng vừa rồi. Hoàn toàn Chevy khống chế dứt điểm. Tuyệt vời. Ngày hôm nay thì Chevy thực sự là rất tốt, tốt hơn nhiều so với những trận đấu trước mà anh tham gia. Đường truyền tuyệt vời của Văn Toàn. Và Chevy Watts có bàn thắng thứ 10 của mình ở mùa giải năm nay. Anh đã vươn lên vị trí thứ 2 trong cuộc đua đến ngôi vị vua phá lưới. Một tình huống mà chỉ cần Văn Toàn và Chevy cũng đã xếp quặp được hàng phòng ngự của BKM Bình Dương. Đường truyền của Văn Toàn là rất thuận lợi và Chevy Watts đã có một tình huống xử lý có thể nói là rất cơ bản của một trung phong. Đỡ bóng bước một thuận lợi để hướng bóng sang cái chân trái cách xa Đào Tấn Lộc và sau đó thực hiện pha sút mưu chìm, bóng ghim vào góc xa và khiến cho Lại Tuấn Vũ không có cơ hội cản phá. Chevy Watts có được bàn thắng thứ 10, còn Văn Toàn thì có được pha kiến tạo thứ 7 của mình ở mùa giải này. Và anh đang là cầu thủ có khả năng kiến tạo tốt nhất của V-League mùa giải năm nay. Quy luật của bóng đá cho thấy khi bạn tấn công nhiều và liên tục bỏ lỡ cơ hội thì rất có thể bạn sẽ phải nhận lại trái đắng. Đúng là trong vòng 10 phút vừa qua thì BKM Bình Dương đã chơi rất hay và họ tạo được 2 cơ hội liên tiếp nhưng đã không thể ghi bàn, và từ một tình huống mất tập trung của hàng phòng ngự đã khiến cho họ phải trả giá khá đắt. Ngày hôm nay
Bê Công Bình Dương sử dụng bộ đôi tiền vệ trung tâm tương đối mới, cùng với đó là hậu vệ trẻ Tấn Lộc. Và điều này đã khiến nguy hiểm, không được. Suýt nữa thì Chevrolet đã có cú hat-trick chỉ trong vòng 30 phút bóng lần. Vẫn là một tình huống phối hợp giữa Văn Toàn và Chevy. Cảm giác như giữa hai cầu thủ này có được sợi dây liên lạc tuyệt vời. Những mùa giải trước thì Văn Toàn cũng thường xuyên là người kiến tạo cho Chevy ghi bàn. Và trong tình huống này thì chúng ta cũng thấy được sự non nớt của Đào Tấn Lộc trong việc kèm người. Anh quá hút bóng về phía trước để cho Chevy lòn phía sau. Rất may là hậu vệ trẻ của Bê Công Bình Dương còn kịp rơi cái chân để ngăn chặn cú đá cuối cùng của Chevy. Memovic nguy hiểm, không được. Rất tiếc là Văn Toàn đã trượt trong pha bóng vừa rồi. Tình huống phòng ngự rất lúng túng của đội chủ nhà trong trận đấu ngày hôm nay. Không ai kèm Memovic trong pha bóng này. Chúng ta nhìn thấy Toure lui về nhưng anh bật gọi là cho có. Tình huống mong vào và dứt điểm hơi vội của Văn Toàn đi không chính xác. Kelly. Bê Công Bình Dương ngày hôm nay đã sử dụng khá nhiều cầu thủ trẻ và họ đã gặp phải nhiều khó khăn vì đó là những cầu thủ không có được nhiều kinh nghiệm thi đấu mà họ không được thiếu thường xuyên, khiến cho cảm giác bóng cũng như là nhịp độ của trận đấu cũng không tốt. Đào Tuấn Lộc đã bộc lộ một số sai lầm trong việc kèm người, được chọn vị trí và theo sát Chevy Watts. Bộ đôi Tống Anh Tỷ và Trần Hoàng Phương cũng không thể hỗ trợ phòng ngự từ xa cho Bê Công Bình Dương. Anh Gia Lai có những tình huống tấn công vỗ mặt rất đơn giản và tương đối dễ dàng. Văn Toàn, vẫn là Văn Toàn, tốc độ tuyệt vời. Văn Toàn, tiếp tục là Phan Thành Hậu thì vào hơi sớm, còn Chevy thì do quá nặng nên không thể xoay sở được trong pha bóng vừa rồi. Trần Ngọc Quang rất thuận lợi dành cho anh Gia Lai, và nếu như họ có được thêm một bàn thắng nữa trong quãng thời gian còn lại của hiệp đấu này thì rất có thể họ sẽ quyết định sớm được số phận của trận đấu này một cách thuận lợi cho đội bóng phố núi. Rất nhịp nhàng và tự tin. Đường truyền không tốt của Thanh Hậu và cùng với đó là cú trượt chân của Tuấn Anh. Ngày hôm nay thì đối tác của Tuấn Anh là Lưu Xuân Trường chỉ có mặt ở trên bằng ghế dự bị, có cảm giác như thể lực của Xuân Trường cũng không ở mức tốt nhất. Đây là nỗ lực tuyệt vời và những pha xử lý quen thuộc của Văn Toàn. Không biết là đã bao nhiêu lần Hoàng Gia Lai được hưởng lợi từ những tình huống đột phá và nỗ lực như vừa rồi của Văn Toàn. Trong pha bóng vừa rồi chỉ cần một tiền đạo thông minh chạy chỗ chính xác và chọn được một vị trí thuận lợi thì ngay tức cơ hội sẽ mở ra. Và bằng lên tốt của Nguyễn Phong Duy. Trọng Sáng. Ngày nay khi có được Kelly ở phía sau thì Tuấn Anh và Trần Ngọc Quang đã mạnh dạn dâng cao và chơi gần với các tiền đạo hơn. Điều này cũng giúp cho thế trận tấn công của Hoàng Gia Lai có được thêm nhiều nhân sự và thế trận tốt hơn. Vừa rồi là một đường truyền thông minh của Phan Thanh Hậu nhưng Chevy Watts không để ý. Pha vẩy bóng ngoài rất kỹ thuật. Trọng Sáng. Kelly. Memovic. Bạn thân mến, ngày hôm nay thì vòng 6 của V-League sẽ diễn ra 3 trận đấu. Trận đấu mà chúng ta đang theo dõi sẽ là trận đấu sớm nhất của vòng đấu này. Trận đấu giữa Bê Công Bình Dương và Hoàng Gia Lai diễn ra vào lúc 17 giờ. Sau đó vào lúc 18 giờ thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tư cách chủ nhà sẽ tiếp đón Thành phố Hồ Chí Minh trên sân vận động Thống Nhất. Sở dĩ có điều lạ lùng như vậy bởi vì sân nhà Hà Tĩnh lúc này vẫn đang bị ảnh hưởng bởi những trận mưa bão và lũ lụt trong quãng thời gian vừa qua, không thể
đảm bảo điều kiện để có thể tổ chức được các trận đấu. Thế nên trong hai trận đấu gần đây nhất thì Nguyễn Hà Tĩnh đều phải mượn sân nhà của các đối thủ. Đầu tiên là trận đấu trong khuôn khổ vòng 6, Nguyễn Hà Tĩnh đã phải mượn sân hàng đấy của Viettel. Và bây giờ, xin lỗi, đầu tiên là vòng 4, và bây giờ là vòng 6 thì Nguyễn Hà Tĩnh mượn sân của Thành phố Hồ Chí Minh. Nhất của ngày nay sẽ là cuộc đối đầu giữa Viettel và Than Quảng Ninh. Trận đấu diễn ra vào lúc 19:15 trên sân vận động đấy. Đây sẽ là một trận đấu thu hút được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Một trận đấu có thể nói là một trận đấu quyết định đến cuộc đua đến ngôi vô địch của mùa giải năm nay. Tiếp tục là Văn Toàn. Chúng ta hãy chứng kiến Văn Toàn có bóng còn chạy nhanh hơn các cầu thủ phòng ngự bên phía Bình Dương không có bóng. Rất tự tin, nhận bóng 50m và không để mất bóng. Đó là trận bóng vừa rồi thì trong đó không thể không tốt. Và đây là Tống Anh Tỷ, khá hay. Đó là không tốt của đội bóng Bình Dương. Hồ Sĩ Giáp mất bóng. Đó thì Hồ Sĩ Giáp đã không thể vượt qua được Kelly. Đầu trận Hồ Sĩ Giáp đã có một pha mất bóng thành công khi phải đối đầu với Kelly. Nhưng có lẽ là trong pha bóng này thì cầu thủ số 12 của Anh Gia Lai cũng đã rút ra được một kinh nghiệm. Chúng ta đang nói về cặp đấu giữa Viettel và Than Quảng Ninh. Tại sao cặp đấu này lại có ý nghĩa quan trọng đến như vậy và thu hút được nhiều sự quan tâm không chỉ của khán giả của Viettel, của Than Quảng Ninh mà thậm chí là cổ viên của các đội bóng như Hà Nội và Sài Gòn. Những đội bóng đang trực tiếp tham gia vào cuộc đua đến vô địch cũng sẽ rất quan tâm. Lúc này thì trên bảng xếp hạng, Viettel đang có được vị trí thứ nhất với khoảng cách 1 điểm so với Sài Gòn. Đến ngày hôm nay họ có được chiến thắng trước Than Quảng Ninh thì Viettel sẽ là đội bóng có được lợi thế lớn nhất trong cuộc đua đến vô địch. Trận đấu cuối cùng họ sẽ làm khách trên sân vận động Thống Nhất của Sài Gòn. Còn với Than Quảng Ninh, nếu như họ có được 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay thì họ có thể níu kéo lại hy vọng vào cuộc đua đến vô địch khi trận đấu cuối cùng họ được trở về sân Cẩm Phả và gặp đối thủ là Hà Nội. Châu Ngọc Quang vượt vị rồi. Bây giờ là một pha bóng khá hay và phức tạp. Đường truyền dành cho Chevyuk thì đã Chevyuk đã chơi vào thế việt vị. Anh này lúc đầu có định tham gia nhưng sau khi nhận ra mình đã việt vị thì dừng lại và để cho Văn Thanh băng lên. Trọng tài biên cũng đã giơ cờ, rồi sau đó lại hạ cờ. May mắn là Lại Tuấn Vũ đã kịp băng ra trong pha bóng vừa rồi. Nếu như Đại Tuấn Vũ không băng ra mà Văn Thanh băng xuống ghi bàn thì chưa biết tổng đài sẽ xử lý như thế nào. Kelly nhằm lúc đa mìa tỷ số thuận lợi 2-0, giúp cho Hoàng Gia Lai có được sự chủ động về mặt lối chơi. Cố gắng điều chỉnh nhiệt độ cho những cách phù hợp cũng là Văn Toàn với những pha lướt đi như thần gió. Thế này thì anh đã không thể vượt qua được hai cầu thủ bên phía đội bóng Bình Dương. Tình huống xử lý rất kỹ thuật của Văn Toàn. Chơi trên sân nhà và để đối thủ dẫn trước với tỷ số 2-0 là điều khó để chấp nhận với các cầu thủ viên của đội tuyển Bình Dương. Ngày nay thì đội tuyển Bình Dương có một số cầu thủ chủ lực: Gustavo, Tô Văn Vũ, Thanh Long, Đức Cường. Cầu thủ đã không có mặt trong đội hình chính thức.
hiệp một của trận đấu này không còn nhiều, và đây là lúc mà Hoàng Gia Lai chủ động giảm nhịp độ trận đấu, và rất có thể họ sẽ muốn giữ nguyên tỷ số này, một tỷ số có lợi về mặt tâm lý cũng như là về mặt thế trận để họ hướng đến kết quả tốt hơn trong hiệp hai. Hoàng Gia Lai lúc này cũng không có gì phải vội vàng, họ đang dẫn trước đối thủ tới 2-0, và đây là thời điểm mà họ mong muốn Bukovic Bình Dương phải dồn đội hình lên để tìm bàn gỡ, và họ sẽ tận dụng những khoảng trống. Hoàng Gia Lai là một bóng có khả năng chơi phòng ngự phản công tốt, họ có những cầu thủ tốc độ ở hai biên như Văn Hậu hay Văn Toàn, những chân truyền tốt như Tuấn Anh. Lúc này thì tỷ lệ kiểm soát bóng đang là 60% nghiêng về phía Hoàng Gia Lai. Văn Toàn và anh Tài vượt qua được anh Tài, không được. Những khả năng phòng thủ từ xa của cầu thủ Hoàng Gia Lai tốt. Trận đấu ngày hôm nay thì Kelly đang thi đấu rất kỷ luật, chỉ hoạt động ở khu vực giữa sân, hầu như là không có tình huống nào cầu thủ này dâng cao sát với khu vực 16m50 của đối phương, luôn đứng trước mặt bộ đôi trung vệ Trọng Sáng và Damir Manovic. Đường chuyền dài của Memovic, Hồ Tấn Tài. Memovic Bình Dương muốn có được một kết quả khả quan trong trận đấu ngày hôm nay thì cần phải có được bàn thắng ở những phút cuối này. Rồi làm tình huống mà Kelly đã lùi rất sâu để hỗ trợ cho bộ đôi trung vệ Trọng Sáng và Memovic. Có cảm giác như mà Gia Lai đang đá với ba trung vệ. Kelly nhô cao hơn một chút. Và Memovic với Trương Trọng Sáng thì lùi ở phía sau. Mùa giải này thì Kelly và Dũng Quang Nho là những cái tên thường được sử dụng khi đặt ở vị trí tiền vệ trụ trong sơ đồ 4-3-3 của Hoàng Gia Lai. Dũng Quang Nho đá thì cơ động hơn, xông lên phía trước nhiều hơn. Kelly thì thường là ít sang phần sân của đối phương và chỉ tập trung ở khía cạnh phòng ngự. Những trận đấu trước thì Kelly và Dũng Quang Nho được thay nhau đá ở vị trí này. Sau thất bại trên Thành phố Hồ Chí Minh, một loạt những trận thua đậm đà, những trận đấu mà Dũng Quang Nho đá chính ở vị trí tiền vệ trụ, thì huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn bắt buộc phải nghĩ đến việc thay đổi. Và những điều chỉnh của ông ngày nay mang lại sự hợp lý. Kelly đang chơi tốt ở vị trí tiền vệ trụ. Khi có được một hệ thống phòng ngự tốt thì các cầu thủ tấn công của Gia Lai cũng đã yên tâm hơn và họ phát huy được hết sức mạnh của mình với những pha lên bóng kỹ thuật và tốc độ. Vừa rồi là pha xử lý lỗi của Touré và nó mang lại những tiếng la ó trên các khán đài của sân Bình Dương. Tiến Linh thì Bình Dương đang không có được cảm giác cũng như là tâm lý thi đấu tốt, họ chuyển hỏng rất nhiều. Hoàng Gia Lai đang cố gắng kiểm soát bóng và chờ tiếng còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên. 2-0 là quá đủ với họ trong thời gian 45 phút của hiệp đấu thứ nhất. Kelly, Chu Trọng Sáng để mất bóng nguy hiểm. Lại cùng xem lại tình huống này. Tiến Linh đã vào bóng rất mạnh mẽ trong pha bóng vừa rồi. Có rất nhiều trọng tài sẽ không thổi phạt trong pha bóng đó. Tiến Linh đã sang vai
nhưng trọng tài New Zealand ở một góc quan sát tốt có lẽ là đã quyết định Tiến Linh đã có thêm những tác động bằng tay. Tình huống phạm lỗi của anh Tài với Văn Thành ngay lập tức là một thái độ hối lỗi rất dễ thương của hậu vệ trái bên phía đội tuyển Bình Dương. Thời gian bù giờ gồm một sẽ chỉ có một phút thôi. Đó là điều hợp lý khi mà hiệp một không có quá nhiều những pha bóng chết, không có những trường hợp bị chấn thương nặng. Giờ đầu tiên, Hoàng Gia Lai đang đứng trước cơ hội nâng tỷ số lên 3-0. Thanh Hậu, cú đá thẳng, nguy hiểm. Đội bóng đó là Tuấn Vũ và đã có lỗi của Mai Mô Bích với thủ thành của đội công Bình Dương. Đá phạm rất khó chịu của Phan Thanh Hậu. Cú đá thẳng về phía cầu môn và cùng đó là rất nhiều những cầu thủ đã băng vào. Người đã có tình huống can thiệp cuối cùng là Mai Mô Bích Đa Mìa. Đúng lúc này thì trọng tài New Zealand đã thổi còi để kết thúc thời gian thi đấu của hiệp đấu đầu tiên. Một hiệp đấu rất thành công với đội khách Hoàng Gia Lai khi họ đã vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp của Chevy Watts từ những đường truyền kiến tạo của các đồng đội và Văn Toàn. Những bàn thắng rất đẹp mắt và cho thấy khả năng càn lướt cũng như sức mạnh của Chevy ngày hôm nay đã đạt được hiệu quả. Trong khi đó, BKM Bình Dương với rất nhiều những gương mặt mới, những cầu thủ trẻ trong đội hình đã tỏ ra trịch trạc, đặc biệt là hàng thủ. Họ đã để cho Hoàng Gia Lai khai thác rất tốt những lỗ hổng ở trung lộ cũng như là vị trí của hậu vệ trẻ Đào Tấn Lộc. Chính cầu thủ này cũng đã thi đấu trịch trạc và khiến cho Chevy Watson có nhiều khoảng trống cũng như cơ hội để tận dụng thành công. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nghỉ trong ít phút trước khi trở lại với hai đội bóng này và cùng chờ đợi những sự thay đổi của cả hai đội.
Xin kính chào quý vị khán giả. Hiệp 1 là một hiệp thi đấu vượt trội của Hoàng Anh Gia Lai, 2-0 là một kết quả bất ngờ trước khi trận đấu này diễn ra trong hiệp thi đấu đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai. Trước khi trận đấu này diễn ra thì không ai nghĩ Hoàng Anh Gia Lai lại thi đấu tốt đến như vậy trước BKMX Bình Dương sau khi trải qua 5 trận thua liên tiếp ở giai đoạn 2. Mặc dù vậy thì với sự tỏa sáng của Văn Toàn, hai không dành cho Hoàng Gia Lai sau khi hiệp 1 khép lại là một bất ngờ khi mà Hoàng Gia Lai đang thể hiện một phong độ không. 2-0 dành cho Hoàng Gia Lai là một kết quả bất ngờ của hiệp 1 cuộc so tài giữa BKMX Bình Dương và Hoàng Gia Lai. Trong hiệp 1 trận đấu này, Trevor Watt đã thể hiện được khả năng tỉ đè và dứt điểm rất tốt của mình, trong khi Văn Toàn đã mang đến một sự khó khăn bên hành lang cánh phải của đội khách trước các cầu thủ BKMX Bình Dương, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Được chưa anh? Vẫn đang gọi anh. Được rồi ạ. 2-0 dành cho Hoàng Anh Gia Lai là kết quả bất ngờ sau khi hiệp 1 của so tài giữa câu lạc bộ BKMX Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai khép lại. Trevor Watt đã thể hiện được sức mạnh cũng như là những tình huống dứt điểm rất tốt của mình trong hiệp đấu đầu tiên, trong khi Văn Toàn với tốc độ đã gây ra rất nhiều sự khó khăn bên hành lang cánh phải của đội khách trong trận đấu ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai trong cuộc so tài giữa câu lạc bộ BKMX Bình Dương và Hoàng Gia Lai.
Các bạn khán giả truyền hình, chúng ta sẽ cùng trở lại với sân Động Bình Dương để chứng kiến hiệp 2 cuộc đối đầu giữa BKM Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai. Trong hiệp đấu đầu tiên thì Hoàng Gia Lai đã chơi tốt hơn đội chủ nhà rất nhiều và họ đã có hai bàn thắng dẫn trước với khả năng ghi bàn tuyệt vời của Chevy Watts. Ngày hôm nay thì tiền đạo người Jamaica đã cho thấy một phong độ khác biệt so với những trận đấu trước bằng một phong độ và khả năng ghi bàn rất chính xác. Với những khả năng phối hợp tốt và kiểm soát bóng tốt hơn so với đối thủ BKM Bình Dương thì đội bóng áo trắng ngày hôm nay đã triển khai những tình huống tấn công trung lộ một cách hiệu quả. Và họ cũng đã đạt được thành quả của mình với những bàn thắng khá sớm của Chevy Watts. BKM Bình Dương ngày hôm nay sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, đặc biệt là những nhân vật như Đào Tuấn Lộc hay Hoàng Phương, Tống Anh Tỷ ở khu vực giữa sân. Và điều này đã khiến cho đội hình của họ có những sự chuyền chọc nhất định. Trong hiệp 2 thì BKM Bình Dương đã có tới 3 sự thay đổi người. Tuấn Cảnh được đưa vào sân và anh sẽ thi đấu ở vị trí tiền vệ phải. Như vậy là Trương Dũ Đạt cũng đã được đưa vào sân để đá cặp trung vệ với Rabu Ali. Và Tuấn Cảnh. Tình huống phá bóng không tốt của Lê Văn Trường. Trong hiệp 1 thì BKM Bình Dương cũng đã tạo ra được hai cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Lê Văn Trường. Đó là tình huống dứt điểm bật cột dọc của Hồ Sĩ Giáp và tình huống đệm lòng cận thành bằng chân trái của Tiến Linh. Memoic Damir. Trong hiệp đấu đầu tiên thì Hoàng Gia Lai kiểm soát bóng lên tới 60%. Trong khi đó con số của Bình Dương chỉ là 40%. Hoàng Gia Lai đã tung ra tới 8 pha dứt điểm so với con số 3 của Bình Dương. Trong số 8 lần dứt điểm đó thì đã có 3 pha dứt điểm đi trúng đích và tạo nên 2 bàn thắng. Tuấn Cảnh. Lỗi thuộc về Phan Thanh Hậu. Phan Thanh Hậu có trận đấu đá chính đầu tiên ở V-League ở mùa giải này và anh đã chơi tốt. Đấu cũng rất năng nổ và quyết tâm ở nơi hành lang cánh trái theo hướng tấn công của Hoàng Gia Lai. Vừa rồi là tình huống mà Thanh Hậu đã phạm lỗi với Hồ Tấn Tài. Hai cầu thủ trẻ này thường xuyên va nhau trong những tình huống tấn công phòng ngự của cả hai đội. Tống Anh Tỷ sẽ là người thực hiện cú đá phạt này. Mọi thứ sẽ trở nên rất thuận lợi nếu như Bình Dương có bàn thắng gỡ sớm. Không được, bóng chạm một cầu thủ áo trắng. BKM Bình Dương sẽ có quả đá phạt góc đầu tiên của họ trong trận đấu ngày hôm nay. Khá bất ngờ. Trong suốt hiệp đấu đầu tiên thì họ không có một tình huống. Đó là cú đá phạt góc thứ tư của BKM Bình Dương. Tống Anh Tỷ. Và trận bóng của Hồ Tấn Tài. Cơ hội phản công cho anh Gia Lai. Hồ Tấn Tài đã phạm lỗi với Văn Thành. Hồ Tấn Tài là một cầu thủ trẻ tài năng của đội bóng đất võ Bình Định. Anh đã được BKM Bình Dương phát hiện và mang về với đội bóng đất thủ khá sớm. Đây đến 3 mùa bóng. Khi Hồ Tấn Tài rời Bình Định thì lúc đó bóng đá Bình Định còn rất khó khăn. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì đội bóng đất võ, đội bóng được đánh giá là ngựa ô đã trở lại với V-League sau một mùa giải thành công với huấn luyện viên Đức Thắng và các cầu thủ của mình. Rất có thể mùa giải sang năm
Hồ Tấn Tài sẽ phải đối mặt với những người đồng đội cũ. Và chắc chắn Hồ Tấn Tài cũng sẽ có những chuyến trở về sân vận động Quy Nhơn đầy cảm xúc. Nguy hiểm, Văn Toàn không vào. Rất tiếc là Văn Toàn đã không thể có bàn thắng trong tình huống dứt điểm này. Một tình huống mà Cherry Ghost đã đáp lễ. Một tình huống phối hợp qua lại giữa Văn Toàn và Cherry. Văn Toàn xẻ nách một cách thuận lợi và Cherry Ghost đã có một tình huống trả ngược rất vừa tầm cho Văn Toàn. Góc sút đã mở ra nhưng Văn Toàn lại dứt điểm hơi hiền. Và nó đi thẳng vào vị trí mà Lại Tuấn Vũ đã chọn. Văn Toàn đã bỏ lỡ mất cơ hội để có thể ghi được bàn thắng thứ 5 ở mùa giải này. Khả năng kiến tạo của Văn Toàn là rất tốt nhưng khả năng ghi bàn của anh vẫn là một dấu hỏi. Khi mà mùa giải nào Văn Toàn cũng thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội cách đáng tiếc giống như vừa rồi. Trọng Sáng sau khi trở lại với đội hình chính của Hoàng Gia Lai thì Trọng Sáng cũng đã thi đấu tương đối tốt. Anh có một pha xoạc bóng xuất sắc trước Tiến Linh. Sau đó thì cũng có một tình huống mà Trọng Sáng đã hơi mất tập trung và suýt nữa thì để cho Tiến Linh cướp bóng để đối mặt với Lê Văn Trường. Tuấn Cảnh một pha sang người khôn ngoan và không có lỗi. Đá hụt của Joseph Touré. Đã có những tiếng lao dành cho Touré. Joseph Touré đã từng là một trong những tiền đạo hàng đầu của V-League. Nhưng bây giờ anh chỉ còn là một cái bóng rất mờ của chính mình. Và đây là pha xử lý ngẫu hứng của Cherry Watts. Joseph Touré, người đã ghi tới 23 bàn cho Sa Na Khánh Hòa Miền Việt Nam sau 3 mùa bóng. Nhưng hiện nay thì cũng mới chỉ có 2 bàn. Cho dù anh đã được ra sân tới 14 trận đấu chính thức ở mùa giải năm nay. Đã có thông tin từ phía BK Bình Dương, đó là cả 3 cầu thủ ngoại ở mùa giải năm nay sẽ đều bị thanh lý hợp đồng. Đó là các cầu thủ Joseph Touré, là Rabo Ali và Gustavo Hedipo. Thanh Hậu, Hồng Duy rất tự tin. Đúng phạm lỗi của Tống Anh Tỷ. Và không chơi bóng và thoát đi rất nhanh của Hồng Duy. Người thực hiện quả đá phạt này là Châu Ngọc Quang. Nguy hiểm, cú phối hợp bất ngờ của các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Được chuyển ngang và cùng với đó là cú sút xa của Văn Thanh. Vũ Văn Thanh cũng đã có 3 bàn thắng ở mùa giải này cho Hoàng Gia Lai. Và anh cũng đang là người xếp thứ 3 trong danh sách ghi bàn tốt nhất của đội bóng này, chỉ sau Cherry Ross và Văn Toàn mà thôi. Joseph Touré. Đá thắng quả lưới nhà của Memovic Damir. Phút thứ 58 và BK Bình Dương có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Một lần nữa hệ thống phòng ngự của Hoàng Gia Lai lại chơi rất ngây thơ và mắc lỗi. Các cầu thủ áo trắng đã không thể cản phá được tình huống thoát đi của Joseph Touré. Và đây là một pha tạt bóng rất khó chịu. Lê Văn Trường băng ra nhưng rồi anh lại không xử lý một cách quyết đoán, khiến cho Memovic bị động. Và bóng đã bật vào ngực của trung vệ này và đi thẳng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của tất cả các cầu thủ áo trắng.
từ một tình huống tấn công không quá nguy hiểm, từ một thế trận đang rất thuận lợi, thì bây giờ Hoàng Gia Lai lại đang trao cơ hội để BKMX Bình Dương có khả năng để lật ngược thế cờ. Trong bóng đá thì mọi thứ có thể xoay chuyển rất nhanh. Cách đây vài phút, nếu như Văn Toàn dứt điểm thành công và tỷ số là 3-0 thì gần như là mọi thứ sẽ chấm dứt với BKMX Bình Dương. Nhưng bây giờ khi mà BKMX Bình Dương có bàn thắng rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 1-2, trong khi đó thời gian thi đấu của trận đấu này còn gần 40 phút nữa. Văn Thành, bây giờ sẽ là lúc mà các cầu thủ Hoàng Gia sẽ phải thể hiện năng lực thực sự của mình. Họ đang rất khát điểm và khát khao có được chiến thắng để phần nào đó an ủi người hâm mộ, khi mà họ đã trải qua tới 5 trận thua liên tục và đã khiến cho những người hâm mộ của đội bóng phố núi rất phiền lòng. Trọng Sáng, kết thúc trận đấu giữa Hoàng Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh, trong buổi họp báo, huấn luyện viên Văn Đàn cũng đã phê phán thái độ cũng như là sự tập trung của các cầu thủ Hoàng Gia Lai trong tình huống dẫn đến hai bàn thua. Đó đều là những bàn thắng được Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong quãng thời gian thi đấu của hiệp đấu đầu tiên, và đó đều là những tình huống mà hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai mất tập trung. Và vừa rồi tình huống mà Memphis Dambia đá phản lưới nhà cũng là một tình huống mà các cầu thủ Hoàng Gia Lai mất tập trung một cách đáng tiếc. Vừa rồi là nỗ lực rất đáng khen của Tuấn Cảnh, anh đã rất khôn ngoan để có thể lách ra khỏi tầm kiểm soát của Nguyễn Phong Hồng Duy và buộc số 7 của Hoàng Gia Lai phải phạm lỗi. Vừa rồi tiếp tục là một tình huống chọn vị trí phòng ngự không thực sự tốt của Nguyễn Phong Hồng Duy, và anh đã không thể quan sát được sự băng lên cách mạnh mẽ của Tuấn Cảnh. Lúc này thì trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã diễn ra trên sân Động Thống Nhất. Nguy hiểm, không vào. Cú đá vừa rồi là của Đào Tuấn Lộc. Vẫn chưa, vẫn là những cơ hội liên tục được BKMX Bình Dương tạo dựng về phía cơ khung thành của Hoàng Gia Lai. Rất tiếc với tình huống dứt điểm vừa rồi của Tuấn Lộc. Trong hiệp 2 của trận đấu này thì Đào Tuấn Lộc đang được đẩy lên và đá tiền vệ trung tâm cùng với Tống Anh Tỷ. Thanh Thảo, Thanh Thảo cũng được đưa vào sân để thay cho Sĩ Giáp. Bây giờ là cơ hội phản công của Hoàng Gia Lai. Thanh Hậu, nỗ lực sạc bóng của Dũ Đạt. Rõ ràng là so với Tấn Lộc thì Dũ Đạt là một trung vệ dày dặn kinh nghiệm và có khả năng chuyên môn tốt hơn. Sự góp mặt của anh đã giúp cho hàng phòng ngự của BKMX Bình Dương thi đấu tự tin và chắc chắn hơn nhiều. Tuấn Cảnh, Bật Tường, Tiến Linh, không được, sẽ chỉ có quả phạt góc cho các cầu thủ BKMX Bình Dương mà thôi. Đúng là những vòng đấu cuối khi các đội không còn quá chú trọng vào mục tiêu thành tích thì họ đang chơi thứ bóng đá công hiến. Trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới ở phút thứ 15, lúc này tỷ số đã là 1-1.
Khúc này thì Thành phố Hồ Chí Minh đang ở vị trí thứ 5 và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì đang ở vị trí thứ 7. Thành phố Hồ Chí Minh bằng điểm với BK Bình Dương. Họ đều có 24 điểm. Trong khi đó thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bằng điểm với Hoàng Anh Gia Lai. Pha xử lý của Thanh Thảo. Tiến Linh không được, Trương Trọng Sáng đã phá bóng ngay trước tầm kiểm soát của Yusuf Tore. Thủ môn Bình Dương đang gia tăng sức ép. An toàn phạm lỗi với Dũ Đạt. Thủ môn Bình Dương quyết định gia tăng khả năng tấn công bằng cách đưa tiếp Việt Cường vào sân. Tiền đạo trẻ Nguyễn Trần Việt Cường vào sân thay cho Đào Tấn Lộc. Tuấn Anh vội phản công cho Hoàng Gia Lai. 3-3. Bên trong có Văn Toàn, vẫn là Tuấn Anh xử lý rất kỹ thuật nhưng không thành công. Hai pha xử lý rất hay của các thủ Anh Gia Lai nhưng vẫn không mang lại được bàn thắng, và người đã chiến thắng là lại Tuấn Vũ. Thủ môn của BK Bình Dương đã chơi rất xuất sắc trong cả hai pha bóng vừa rồi. Chúng ta hãy cùng xem lại nỗ lực này của Tuấn Anh. Tình huống đột phá lên tới hơn 50m, sọc thẳng vào khu vực trung lộ của BK Bình Dương, thực hiện cú cứa lòng kỹ thuật về góc xa. Đạt Tuấn Vũ đã bay người và cản được cú đá này. Ngay sau đó bóng bật ra và anh lại phải đối mặt với một cú đá sút mu nửa này rất căng của Chevy Watts. Nhưng người chiến thắng cuối cùng vẫn là lại Tuấn Vũ. Cho dù ngày hôm nay đã phải nhận hai bàn thua nhưng Tuấn Vũ cũng vẫn đang cho thấy được sự tiến bộ của mình trong khung thành của BK Bình Dương. Anh cũng đã có những tình huống xử lý tốt và đặc biệt là có khá nhiều những pha cứu thua cho đội bóng đất thủ. Người thực hiện là Phan Thanh Hậu. Rất xoáy, nhưng Hồ Tấn Tài là người cản phá thành công. Pha xử lý không tốt của Việt Cường. Nỗ lực của Văn Thành. Thanh Hậu rất đắt léo và tự tin. Không có tiếng gọi nào vang lên. Thành Hậu đã bị phạt thẻ vàng với lỗi phản ứng. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Rất khó để có thể thổi penalty trong pha bóng này. Thành Hậu đang đi bóng ra phía ngoài khu vực cấm địa và những tác động của cầu thủ phòng ngự bên phía BK Bình Dương chưa đủ để có thể quyết định đó là một quả penalty. Trọng tài New Zealand đứng rất gần với vị trí mà Thành Hậu bị ngã và anh đã quyết định đó không phải là một quả penalty. Sau khi BK Bình Dương có bàn gỡ thì thế trận của trận đấu tiếp tục lại được đẩy lên với tốc độ cao hơn và bắt đầu có những pha tấn công hấp dẫn được thực hiện về phía cầu môn của cả hai đội. BK Bình Dương thì đang đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép bằng những tình huống bóng bổng, bằng những tình huống tấn công mạnh mẽ
Trong khi đó thì Hoàng Gia Lai đang cố gắng để chơi phòng ngự thành công một cách tốt hơn. Tiến Linh, vẫn là Tiến Linh, không được. Trọng Sáng đã ra ngăn chặn rất sát trong pha bóng vừa rồi. Pha bóng phối hợp tốt giữa hai cầu tiền đạo trẻ trên hàng tấn công của BK Bình Dương. Tiến Linh sinh năm 1997 và Việt Cường sinh năm 2000. Tống Anh Tỷ vẫn là người thực hiện các quả phạt góc của BK Bình Dương. Khá xoáy, người chạm đầu là Hồ Tấn Tài. Tấn Tài cũng là một trong những hậu vệ biên có duyên ghi bàn của BK Bình Dương và của V-League. Đến thời điểm này thì Hồ Tấn Tài cũng đã có được 3 bàn thắng bằng thành tích với Vũ Văn Thanh. Vũ Văn Thanh là cầu thủ đã bị trọng tài New Zealand phạt thẻ vàng bởi lỗi một tình huống mà anh phạm lỗi trước đó, trước tình huống dẫn đến đường truyền chọc khe của Việt Cường cho Tiến Linh. Tấn Tài, Huấn Cảnh, Đoàn Tấn Cảnh sinh năm 1998. Lúc này thì Bình Dương đang có được một lứa cầu thủ trẻ khá chất lượng và lứa tuổi sàn sàn như nhau. Touré khá hay, anh Tài không được vì pha bóng là Trọng Sáng. Nguy hiểm, hai đều. Pha dứt điểm rất nhanh của Tiến Linh. Đúng là mùa giải này Tiến Linh không ghi nhiều bàn. Đây mới là bàn thắng thứ 5 của Tiến Linh ở mùa giải này thôi. Nhưng 5 bàn thắng của Tiến Linh đều là những siêu phẩm, đều là những bàn thắng rất đẹp mắt và đẳng cấp. Tiến Linh càng ngày càng cho thấy khả năng dứt điểm toàn diện của mình. Đây là một tình huống tranh chấp quyết liệt trong khu vực 16m50 và Tiến Linh bằng hai chạm rất nhạy cảm đã mang lại bàn thắng cân bằng tỷ số cho BK Bình Dương. Một lần nữa hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai lại phòng ngự không dứt khoát. Nguyễn Phong Hồng Duy đã cố gắng bật hết sức để có thể tranh chấp được với Việt Cường, nhưng không ai kèm Tiến Linh cả. Và trong khoảng không gian chật hẹp đó, Tiến Linh vẫn kịp khống chế bóng một cách gọn gàng và sau đó xoay người vô lê rất nhanh và hiểm hóc, hạ gục thủ môn Lê Văn Trường, mang lại bàn thắng cân bằng tỷ số 2 đều cho BK Bình Dương. Rất tiếc cho Hoàng Gia Lai, họ đã dẫn trước 2 bàn, có một thế trận thuận lợi, có những cơ hội để có thể gia tăng được cách biệt, nhưng họ đã bỏ lỡ và bây giờ thì họ đã phải trả giá khi mà đội bóng chủ nhà đã vùng lên một cách quyết liệt ở hiệp 2 để liên tục có những bàn thắng. Và bây giờ thì là lúc mà hai đội sẽ phải làm lại từ đầu. Sau trận đấu này thì có lẽ là câu nói công làm thủ phá tiếp tục sẽ được dành cho hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai. Trong trận đấu với câu lạc bộ Sài Gòn, hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai với 7 cầu thủ đã đứng nguyên ở trong khu vực 16m50 để cho Sài Gòn phối hợp và tạo điều kiện để Huỳnh Tấn Tài ghi bàn. Trong pha bóng vừa rồi của Tiến Linh cũng có ít nhất từ 4 đến 5 cầu thủ áo trắng đứng nguyên tại chỗ và nhìn Tiến Linh dứt điểm. Hồng Duy, Văn Toàn, Văn Thành, tình huống xử lý tốt của Việt Cường, một pha xử lý rất khôn ngoan và mưu mẹo. Văn Toàn cũng đã không giữ được bình tĩnh.
Chúng ta cùng xem lại những pha xử lý và tình huống phạm lỗi của Văn Toàn. Quyết định thủ phạt của trọng tài Ngô Duy Luân là chính xác và Văn Toàn đã phản ứng một cách hơi thái quá. Có lẽ anh bị ức chế không chỉ ở tình huống này mà còn nhiều tình huống khác, trong đó có sự yếu kém và đáng chê trách của hàng phòng ngự. Vừa rồi Việt Cường đã đảo cho Kelly ngã rúi rụi. Anh Tài. Lúc này thì Touré đã được rút về đá tiền vệ trung tâm. Pha xử lý quá rườm rà của Touré và đã để mất bóng một cách tương đối dễ dàng. Văn Toàn. Văn Toàn và Tiến Linh. Tiến Linh phạm lỗi và chắc chắn là cũng sẽ có thẻ cho Tiến Linh. Nhưng thẻ vàng là xứng đáng để ngăn cản một tình huống phản công tốc độ của Hoàng Gia Lai và của Văn Toàn. Văn Toàn vẫn luôn là cầu thủ rất mạnh với những tình huống đua tốc độ có bóng. Rất nhiều tình huống thậm chí phải dẫn bóng ở trong chân thì Văn Toàn vẫn còn có tốc độ tốt hơn các cầu thủ chạy không có bóng. Sau đôi lúc vừa rồi thì Tiến Linh đã bị đau. Vai trò của Tiến Linh ở đội bóng đất thủ ngày càng lớn. Nếu như ở những mùa giải trước anh còn phải núp bóng của anh Đức thì bây giờ Tiến Linh đã là sự lựa chọn số 1 trên hàng tấn công của BKM Bình Dương. Thậm chí là các chân sút ngoại của Bình Dương cũng phải nhường vị trí tiền đạo chủ lực cho Tiến Linh và chỉ có thể đá lùi, đá biên, đá tiền vệ trung tâm. Văn Thành đá quá nhẹ. Tiến Linh đã kịp trở lại. Và xử lý tương đối tốt của Cherry Watts. Ngày hôm nay thì Cherry Watts đã có được trạng thái cơ thể nhanh nhẹn, thanh thoát hơn khá nhiều so với những trận đấu trước. Chính điều đó đã giúp cho anh có được 2 bàn thắng ở trong hiệp đấu đầu tiên. Đến lúc này thì chỉ số về những pha dứt điểm của Hoàng Gia Lai gấp đôi so với BKM Bình Dương. Họ dứt điểm 14 lần, trong khi đó con số của Bình Dương chỉ là 7. Và đặc biệt là trong số 7 lần dứt điểm của BKM Bình Dương, chỉ có 2 pha dứt điểm chính xác. Và nó đã một trong 2 pha dứt điểm đó đã tạo thành bàn thắng của Tiến Linh. Bàn thắng còn lại là tình huống phản ứng nhà của Damian Nemovic. Trong bàn thua thứ hai của Hoàng Gia Lai cũng có một phần lỗi của Trương Trọng Sáng khi mà anh đã đánh đầu pha bóng không dứt khoát. Thanh Thảo vừa phạm lỗi với Văn Toàn và anh đã phải nhận chiếc thẻ vàng thứ hai. Vừa rồi là một lỗi nhỏ của bộ phận kỹ thuật. Thanh Tài là người phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng. Tỷ số lúc này vẫn đang là 2-2 chứ không phải là 3-2 như chúng ta nhìn thấy trên màn hình. Tấn Tài. Và xử lý tốt của Tấn Vũ. Hoàng đang Hoàng Gia Lai đang gia tăng sức ép.
Việt Cường giữ bóng rất tự tin, rất khỏe. Hoàn thành, không được. Đây đã là cú sút xa thứ hai của Văn Thành trong hiệp đấu thứ hai nhưng đều chưa thành công và chưa đi trúng đích. Cố gắng đẩy cao đường và gia tăng sức ép, rất quyết tâm để có được trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Trong thì lại không chính xác. Justore cũng đã dù lùi rất sâu để hỗ trợ đồng đội trong pha bóng vừa rồi. Lỗi thuộc về Tuấn Anh. Tuấn Anh đã phạm lỗi để sau với Tuấn Cảnh. Rất tiếc cho pha trả đầu của Memovic. Nếu như anh thực hiện đường truyền ngang vào phía trong thì sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Lúc này thì bộ đôi tiền vệ trung tâm của Bình Dương là Yusuf Toure và Tống Anh Tỷ. Nhưng chúng ta cũng có thể nhìn thấy số 20 Yusuf Toure của Bình Dương chỉ đi bộ lững thững ở khu vực giữa sân. Tống Anh Tỷ thì rất tích cực di chuyển ở phía trên. Tỷ lệ kiểm soát bóng vẫn đang nghiêng về phía Hoàng Gia Lai một cách vượt trội với 58%. Con số của đội Bình Dương chỉ là 48. Xin lỗi, chỉ là 42. Châu Ngọc Quang. Hồng Duy Trồng Biên. Ngọc Quang. Người đã đánh đầu pha bóng là anh Tài. Lợi thế cho BK Bình Dương. Chuẩn bị đến giờ thì trọng tài Duy Lân vẫn cắt còi hơi sớm. Bóng vẫn đang trong chân các cầu thủ BK Bình Dương và họ vẫn đang có lợi thế để có thể phát triển một tình huống phản công. Phạm lỗi này thì quá rõ rồi. Nhưng sau đó thì Việt Cường vẫn đang khống chế bóng tốt và bên trên còn Tiến Linh. Thanh Thảo phạm lỗi với Văn Thanh. Rõ ràng là về mặt tinh thần thi đấu và động lực, không có gì để chê trách các cầu thủ Hoàng Gia Lai trong trận đấu ngày hôm nay. Họ cũng đã chơi rất quyết tâm và cố gắng tìm kiếm chiến thắng đầu tiên dành cho người hâm mộ. Rất tiếc là những sai lầm của hàng phòng ngự đã khiến họ không có được tỷ số thực sự thuận lợi cho đến thời điểm hiện tại của trận đấu. Tiến Linh, Toure, và mình phạm lỗi. Trận đấu với BK Bình Dương là trận đấu thứ 8 liên tiếp mà Hoàng Gia Lai đều để thủng lưới. Đó là một chuỗi thành tích rất tệ của
đội bóng phố núi. Trong 5 trận đấu gần đây nhất thì họ để thua 5 trận và để lọt lưới 15 bàn. Nhưng xa hơn nữa thì họ cũng đã để lọt lưới 21 bàn sau 8 trận. Những con số rất tệ. Và nếu chỉ xét trong khoảng 7 trận đấu gần đây nhất trước khi trận đấu này diễn ra thì Hoàng Gia Lai đã thua tới 6 và chỉ có được một chiến thắng. Chiến thắng duy nhất của họ trong chuỗi trận đấu đã qua đó là chiến thắng trước Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 5-2 trên sân nhà. Trước đó là thất bại 0-2 trên sân Vinh của Sông Lam Nghệ An. Và sau này thì là chuỗi 5 trận thất bại liên tục ở giai đoạn 2 mà chúng ta đã biết không quá rõ. Trận đấu gần đây nhất mà Hoàng Gia Lai giữ nguyên được mảnh lưới của mình đó là cuộc đối đầu với Thanh Hóa. Trận đấu trong khuôn khổ vòng 10 của V-League. Tống Anh Tỷ rất sâu phía sau, nguy hiểm, không vào, vẫn không vào. Những cơ hội liên tục của BKM Bình Dương. Đầu tiên là pha đánh đầu nối cận thành của Tiến Linh đi trúng sở ngang, và sau đó cú vô lê sấm sét của Yusuf Dore thì lại đưa bóng đi thẳng lên trời. Đây là đường truyền của Rabo Ali và Tiến Linh đã đánh đầu nối một cách rất dũng mãnh. Chúng ta cùng xem lại. Kelly bật cao nhưng không tới bóng. Rabo Ali đã đưa bóng vào trong một cách thuận lợi cho Tiến Linh. Nhưng pha dứt điểm rất mạnh mẽ của Tiến Linh thì lại không gặp may khi đưa bóng đi trúng sở ngang. Cú đá tiếp theo của Yusuf Toure đầy uy lực thì lại đưa bóng đi vọt xà một cách rất đáng tiếc. Hoàng Gia Lai tiếp tục có sự thay đổi người và cầu thủ được đưa vào sân là Kiên Quyết. Kiên Quyết đã được đưa vào sân để thay cho Phan Thanh Hậu. Thanh Hậu đã thi đấu không thực sự hiệu quả trong quãng thời gian thi đấu của hiệp 2. Anh không còn xuất hiện nhiều trong những pha lên bóng của Hoàng Gia Lai, cũng như không hỗ trợ tốt trong việc phòng ngự với Nguyễn Phong Hồng Duy. Không được. Lần này thì Chevyas đã bỏ lỡ cơ hội một cách rất đáng tiếc. Một tình huống tạt bóng thuận lợi của đồng đội nhưng tiền đạo của Hoàng Gia Lai lại đánh đầu trượt. Cự ly rất gần với khung thành của thủ môn Lại Tuấn Vũ. Nhưng Chevyas lại đánh đầu không trúng tâm bóng. Tuấn Cảnh đang bị đau sau một tình huống va chạm diễn ra trước đó. Đến mùa giải này thì Hoàng Gia Lai đến thời điểm này đã có được 5 chiến thắng, 5 trận hòa và 8 trận thua. Trong 5 chiến thắng của Hoàng Gia Lai thì đã có tới 3 trận đấu là kết quả
là 1-0. Và đó cũng là 3 trong tổng số 5 trận đấu mà Hoàng Anh Gia Lai đã giữ được trắng lưới ở mùa giải năm nay. Giai đoạn đầu, thành tích phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai không quá tệ. Họ để thua ít và cũng không để thua quá đậm. Trận đấu họ để lọt lưới nhiều nhất ở giai đoạn lượt đi. Đó chính là trận đấu mà họ để cho Viettel cầm hòa với tỷ số 3-3. Sau đó là thất bại 3-0 trước Hà Nội và 3-1 trước Đà Nẵng. Những phút thi đấu cuối cùng đang diễn ra vẫn rất hấp dẫn. Cả hai đội đều không muốn dừng lại với tỷ số hòa. Chevy Watts hơi chậm và hơi cầu toàn, điều đó đồng nghĩa với cơ hội đã qua đi. Có lẽ là số 10 của Gia Lai cũng đã xuống sức. Tình huống chuyền về bất cẩn của Hồ Tấn Tài, hoàn toàn cho biết có thể dứt điểm ở nhịp này, nhưng anh đã hơi cầu toàn và cố gắng để tìm kiếm một cơ hội sáng sủa hơn, nhưng cuối cùng thì tự mình lại đi vào ngõ cụt. Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thành phố Hồ Chí Minh lúc này vẫn đang có kết quả là 1-1. Người đã ghi bàn thắng cho Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, chính xác là trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thành phố Hồ Chí Minh, là Trần Phi Sơn. Còn người đã gỡ hòa cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là Henrique Bruno. Trận đấu đang trôi về những phút cuối nhưng cả hai đội vẫn đang chơi rất quyết tâm và tìm kiếm thêm bàn thắng. Chắc chắn là họ đều không muốn phải rời sân với kết quả này. Cú đá của Tấn Tài được phá bóng là Memovic Damir, vẫn còn bóng đã chạm tay Kelly, có vẻ như vậy nhưng không có tiếng còi nào vang lên. Vẫn trong sân. Anh Tỷ ngày hôm nay hiệp đặc biệt hiệp 2 đã chơi tốt hơn. Và xử lý chậm của Touré. Lão tướng Touré cũng đã xuống sức. Các bóng kỹ thuật của Hồ Tấn Tài rất sung mãn và Tuấn Cảnh cũng đang trồng biên rất tốc độ. Bên trong là Việt Cường và Thanh Thảo, không được. Và tạt bóng hơi nhẹ. Kelly cũng đã rất mệt rồi nhưng bước chạy rất lững thững. Touré không phải ra bóng đi. Tuyệt vời. Rất đẹp mắt. Và đây cũng là một trong những trận đấu cuối giải rồi nên Aboli quyết định là cởi áo ăn mừng. Pha xử lý rất đẳng cấp của Aboli, một trung vệ nhưng lại có một tình huống xử lý như một trung phong mẫu mực. Cùng xem lại vào bóng này và tạt bóng chính xác từng cm của Tuấn Cảnh cho Raboli. Pha đỡ ngực, đưa bóng cao lên một chút rồi sau đó nghiêng người bắt vô lê một cách hoàn hảo. Một bàn thắng có thể đưa vào sách giáo khoa với các động tác khống chế bóng vào ngực và bắt vô lê dứt điểm cầu môn. Không có một sai sót về mặt kỹ thuật, mọi thứ đều hoàn hảo. Đường truyền điểm rơi chính xác của đoàn Tấn Cảnh. Tình huống khống chế bóng bằng ngực đẩy lên để có điểm rơi một cách dễ dàng thuận lợi hơn.
và sau đó là pha nhả người bắt vô lê. Abu Ali phải nhận thẻ vàng nhưng điều đó không quan trọng, không có ý nghĩa gì cả. Điều quan trọng là BK Bình Dương đã có bàn thắng thứ ba và tạo nên cuộc lợi một dòng cực kỳ mặn mục với Hoàng Gia Lai trong trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu rất hay và hấp dẫn trên sân vận Bình Dương. Tiếp tục lại là một trận đấu mà hiệu suất phòng ngự của Hoàng Gia Lai là vô cùng tồi tệ. Lợi thế cho BK Bình Dương, chúng ta đã để cho đội chủ nhà được hưởng quyền lợi thế, không có tiếng còi nào vang lên. Một cầu mới vào sân rất khỏe và nhanh nhẹn, anh đã giành bóng trong chân của Văn Thành cách tương đối dễ dàng. Tiến Bình cũng đang rất quyết tâm và mạnh mẽ ở khu vực giữa sân. Rõ ràng là với chiếc băng đội trưởng trên sân trên tay thì Tiến Linh cũng đã thể hiện được rõ sự quyết tâm và nỗ lực của mình trong những pha bóng. Nếu như may mắn hơn một chút thì Tiến Linh hoàn toàn có thể có được cú đúp và thậm chí là hat-trick trong trận đấu ngày hôm nay. Và đây là một thời điểm rất đặc biệt. Nguyễn Anh Đức ra sân trong màu áo Hoàng Gia Lai để chống lại đội bóng cũ Bukovic Bình Dương. Đội bóng đã gây dựng và tạo dựng nên tên tuổi anh. Anh Đức là một trong những kỷ lục gia của V-League khi đã có được 4 chức vô địch với BK Bình Dương qua các thời kỳ. Giai đoạn đầu là 2008 và 2009. Giai đoạn này thì những dấu ấn của anh Đức đã có nhưng chưa thực sự rõ rệt. Nhưng giai đoạn 2014-2015 thì anh Đức đã thực sự trở thành thủ lĩnh của thế hệ vàng thứ hai của BK Bình Dương. Tiến Linh đã được rút ra nghỉ. Một màn trình diễn tốt của tiền đạo số 1 đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Nếu như may mắn hơn một chút trong tình huống đặt lòng ở hiệp 1 và pha dứt điểm bằng đầu Cận Thành ở hiệp 2 thì Tiến Linh cũng hoàn toàn có thể có được hat-trick trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng dù sao thì ngoài bàn thắng đẹp mắt, Tiến Linh cũng đã đóng góp rất nhiều vào lối chơi của BK Bình Dương trong khả năng làm tường, khả năng phối hợp kết nối với các đồng đội và đặc biệt là tinh thần, nỗ lực, quyết tâm đầu tàu cho các cầu thủ trẻ. Chevy Watts, như vậy là hàng thủ của Hoàng Gia Lai tiếp tục để lại những kỷ lục tồi tệ, bàn thua thứ 18 sau 6 trận đấu gần đây nhất. Chỉ số trung bình là để thua 3 bàn một trận. Đây có lẽ sẽ là một kỷ lục mà khó đội bóng nào có thể vượt qua. Tưởng chừng mọi thứ đã nằm chắc trong tay của Hoàng Gia Lai với một thế trận vượt trội và tỷ số 2-0 khi hiệp đấu đầu tiên khép lại. Nhưng rồi mọi thứ cứ thay đổi một cách chóng mặt. Đầu tiên là sai lầm của Văn Trường và Memovic Damir. Sau đó là phút giây tỏa sáng của Tiến Linh rồi Rabo Ali đã liên tục mang về những bàn thắng đẹp mắt cho BK Bình Dương. Cả hai cú vô lê của Tiến Linh và Rabo Ali khá giống nhau. Và nó đều hướng về vị trí góc chìm bên phía tay phải, không thành từ môn Lê Văn Trường. Và cho dù đã bay hết người thì thủ thành của Hoàng Gia Lai cũng không thể ngăn cản được những bàn thua. Anh Đức vào sân quá muộn và khó có thể làm được điều gì. Có lẽ những điều duy nhất đó là anh được cảm nhận những bước chạy trên sân vận động quen thuộc Bình Dương, nơi anh đã cống hiến toàn bộ tuổi thanh xuân cũng như là những năm tháng đẹp đẽ nhất của sự nghiệp cầu thủ. Như vậy là trong sự nghiệp cầu thủ của mình thì Tiến Linh có 2 năm đầu thi đấu cho Ngân hàng Đông Á với vai trò học việc. Sau đó thì anh đã trở thành một huyền thoại của sân Gò Đậu trước kia và bây giờ là sân Bình Dương với những thành tích có thể nói là vô tình khoáng hậu. Và tưởng chừng như
Hoàng Đức sẽ kết thúc sự nghiệp trong màu áo Bình Dương thì ông đã bất ngờ chuyển đến thi đấu cho Hoàng Gia Lai trong giai đoạn 2. 8 trận đấu đã ra sân ở V-League nhưng Hoàng Đức vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn. Lỗi của Kelly và bây giờ sẽ là một quả phạt trực tiếp ở một góc sút rất rộng, cơ hội để có thể có được bàn thắng cân bằng tỷ số 3-3 cho Hoàng Gia Lai. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem ai sẽ là người thực hiện cú đá này. Rất có thể là Văn Thành hay Anh Đức. Nếu như cơ hội được dành cho Anh Đức cũng sẽ làm điều rất tuyệt vời, bởi vì Anh Đức cũng đã từng ghi khá nhiều bàn thắng ở cự ly tương tự như thế này trong màu áo Bình Dương. Và trên chính sân động này thì Anh Đức cũng đã từng ghi bàn kiểu như thế này. Nhưng Anh Đức không có cơ hội. Có lẽ anh cũng đã chủ động tránh đi để làm điều nhạy cảm, đó là ghi bàn thắng vào lưới cầu thủ cũ của mình. Đứng trước bóng đang là Văn Thanh, Chevy Watts. Có tới 6 cầu thủ của bóng áo đỏ làm rào. Kiên quyết Văn Thanh, Chevy Watts. Văn Thanh, cú đá xuất sắc nhưng lại Tuấn Vũ là người xuất sắc hơn. Một trận đấu tuyệt vời của Tuấn Vũ. Một cú bay người vô cùng đẹp mắt của Tuấn Vũ đã góp phần giúp cho BKB Bình Dương có được 3 điểm trọn vẹn trong một trận đấu mà họ đã thực hiện một cú lội ngược dòng kỳ vĩ. 45 phút đầu tiên kết thúc, một thế trận vượt trội hoàn toàn nghiêng về phía Hoàng Gia Lai với tỷ số là 2-0. Còn đây là pha bóng ấn tượng nhất của trận đấu này, pha bay người cứu thua của Lại Tuấn Vũ ở những giây cuối cùng của trận đấu giúp cho Hoàng Gia Lai, giúp cho BKB Bình Dương đã có được 3 điểm trọn vẹn trong trận đấu ngày hôm nay. Một chiến thắng tuyệt vời của Jusuf Touré, một tiến linh của Rabouali và các đồng đội. Chiến thắng cho tinh thần thi đấu và nỗ lực kiên cường của BKB Bình Dương. Và chiến thắng cũng là một báo động đỏ cho hệ thống phòng ngự của Hoàng Gia Lai. Một lần nữa câu nói công làm thủ phá lại được dành cho đội bóng này, khi mà hàng công đã chơi tốt và ghi được 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước. Nhưng rồi cuối cùng tất cả công sức lại đổ bể khi mà hàng thủ để lọt lưới tới 3 bàn. Một trận đấu rất hay và có tính chuyên môn cao đã diễn ra trên sân Bình Dương. Và cuối cùng chiến thắng đã thuộc về đội chủ nhà một cách rất xứng đáng. Xin chúc mừng Bình Dương và xin được chia buồn với Hoàng Gia Lai. Các bạn sẽ còn tiếp tục được theo dõi những trận đấu tiếp theo của V-League, đặc biệt là trận đấu diễn ra vào lúc 19:15 giữa Viettel và Anh Quốc Định. Đó là trận đấu rất hay sẽ vào diễn ra vào ngày mai giữa Hà Nội và Sài Gòn. Tất cả các trận đấu này sẽ đều được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của VTV Cup. Còn chương trình bình luận trận đấu giữa BKB Bình Dương và Hoàng Gia Lai của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vâng, một trận đấu rất hay trên sân Bình Dương. Cả BKM Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai đã mang đến cho các khán giả một trận đấu có tốc độ rất cao và màn trình diễn hết sức ấn tượng. Hoàng Anh Gia Lai thi đấu hay nhưng họ đã để cho BKM Bình Dương vượt qua trong hiệp thi đấu thứ hai. Nhưng dù sao thì màn trình diễn của Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu ngày hôm nay đã nhận được rất nhiều thiện cảm của người hâm mộ. Và sau trận đấu chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với Văn Toàn, một trận đấu rất ý nghĩa với Văn Toàn. Văn Toàn đánh giá như thế nào về trận đấu ngày hôm nay giữa BKM Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai? Thì em nghĩ là sau những trận thua liên tiếp như vậy thì đội em thi đấu như vậy, em nghĩ là tinh thần đội đã rất là tốt trong hiệp 1. Nhưng mà tuy bị ngược dòng lại nhưng mà em nghĩ là tinh thần của đội vẫn tốt và em hy vọng là chỉ còn một trận đấu nữa thì đội sẽ cố gắng giữ vững tinh thần này và chắc chắn để thi đấu một trận cuối cùng thật tốt ạ. Vâng, trận đấu ngày hôm nay chắc chắn là một trận đấu rất hay của Hoàng Anh Gia Lai rồi dù chúng ta để thua. Nhưng trận đấu ngày hôm nay cũng có một ý nghĩa rất lớn với Văn Toàn khi Văn Toàn có lần thứ 140 ra sân tại giải bóng đá vô địch quốc gia. Văn Toàn thấy màn trình diễn của mình như thế nào? Thật sự thì qua trên mạng em mới biết là đây là trận đấu 140 của em. Thì em nghĩ là trải qua khoảng thời gian 6 năm gắn bó Hoàng Anh Gia Lai thì em nghĩ bọn em vẫn đang cố gắng để đạt được một cái gì đó. Và em nghĩ là hôm nay thì bọn em cũng đã cố gắng hết sức mình, không chỉ riêng em mà em thấy toàn đội đã tinh thần tốt hơn những trận đấu trước. Và em hy vọng là sẽ có một trận đấu nữa thì đội sẽ cố gắng hơn. Văn Toàn đã có được 31 bàn thắng ở màu áo của tại giải bóng đá vô địch quốc gia rồi, thì cái quyết tâm cũng như là mục tiêu của Văn Toàn ở cái thời gian tới là gì? Em nghĩ thì thời điểm sắp tới thì em hy vọng phong độ em sẽ có tốt hơn và em nghĩ em sẽ cố gắng hoàn thiện hơn kỹ năng của mình và giúp cho Hoàng Gia Lai đạt thứ hạng cao hơn sắp tới. Cảm ơn Văn Toàn với cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Vâng, chúng ta vừa đến với những chia sẻ của Văn Toàn sau khi cuộc so tài giữa câu lạc bộ BKM Bình Dương và Hoàng Gia Lai khép lại. Bây giờ xin trở lại với trường quay của Đài Truyền Việt Nam.